Ngày 21 tháng 8 năm 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình đã ký văn bản khẩn thông báo về hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong những ngày sắp tới trong dịch COVID-19. Kể từ 0 giờ ngày 23 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của thành phố, của trung ương đóng trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện phương án 3 tại chỗ hoặc 1 cung đường, 2 điểm đến, tối đa 1/4 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị và phải có mặt tại cơ quan, đơn vị trước 0 giờ ngày 23 tháng 8. Các nhóm đối tượng được phép tham gia lưu thông vẫn thực hiện theo công văn số 2718 ngày 15 tháng 8 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bắt buộc có giấy đi đường và dấu hiệu nhận diện theo quy định. Các đối tượng được cấp giấy đi đường gồm thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp, lực lượng trực tiếp tham gia phòng chống dịch, xử lý hạ tầng kỹ thuật, 10% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị. Các đối tượng được cấp giấy phép lưu thông theo quy định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, mặt trận tổ quốc, người làm việc tại các lĩnh vực thiết yếu về tài chính, ngân hàng, chứng khoán, người lao động tại các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải trên địa bàn thành phố, nhân viên giao hàng của hệ thống phân phối, nhân viên giao hàng của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, suất ăn, trang thiết bị, vật tư y tế phòng dịch, nhân viên phục vụ tại hệ thống phân phối điện lực, nhân viên làm việc tại các ngành sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa, cửa hàng xăng dầu, ga, người lao động tại các đơn vị ngành xây dựng trên địa bàn thành phố, cấp thoát nước, công viên, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, công ty bảo trì, sửa chữa, ứng cứu hệ thống hạ tầng trang thiết bị của các cơ quan, tòa nhà, chung cư, nhân viên y tế và lực lượng hỗ trợ y tế tham gia chống dịch bệnh COVID-19, không khống chế số lượng, người đi cách ly và đi cách ly về. Công an di chuyển thay ca làm việc tại các chốt, trạm kiểm soát, tổ tuần tra và lực lượng phối hợp. Quân sự di chuyển thay ca làm việc tại các chốt, trạm kiểm soát, tổ tuần tra và lực lượng phối hợp. Nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động ngoại giao, nhân viên các cơ quan lãnh sự, ngoại giao đi thi hành nhiệm vụ đột xuất, lực lượng hỗ trợ, cứu trợ thuộc điều phối Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, bếp ăn, từ thiện, lực lượng thiện nguyện, lực lượng cung ứng dịch vụ viễn thông, lực lượng báo chí, lực lượng cung ứng dịch vụ bưu chính nhà nước, dịch vụ công chứng, nhân viên vệ sinh môi trường, hoạt động tang lễ, các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ, nhân viên khách sạn, nhà nghỉ phục vụ cách ly y tế và lực lượng phòng chống dịch do cấp huyện, cấp xã trưng dụng, người đi tiêm ngừa vaccine COVID-19, tổ COVID-19 cộng đồng, cấp cứu, khám chữa bệnh định kỳ, người dân vùng xanh đi chợ trên địa bàn theo quy định, người đi chợ thay, các cơ sở sản xuất thực phẩm như bánh mì, tàu hũ, bún, hủ tiếu, cơ sở xuất ăn công nghiệp. Các công ty bảo hiểm chỉ thực hiện các hoạt động liên quan công tác giám định, lập hồ sơ bồi thường và giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng, nhân viên cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ, phục vụ cách ly người nước ngoài, nhân viên y tế do Sở Du lịch quản lý. Cơ quan được cấp giấy là thủ trưởng các sở ban ngành, cơ quan ban đảng, đoàn thể, tổng công ty trực thuộc thành phố chịu trách nhiệm cấp giấy cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị quản lý. Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước trung ương trú đóng tại thành phố chịu trách nhiệm cấp giấy cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị quản lý. Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các phường, xã, thị trấn cấp giấy cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân thuộc đơn vị, địa bàn quản lý chỉ có hiệu lực trong phạm vi địa bàn quản lý. Bên cạnh đó, các cơ quan cấp phải thông báo số lượng và ký hiệu về Công an Thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra, giám sát. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.